Đây là hình ảnh được ghi lại từ camera an ninh của một cửa hàng. Có khá nhiều chiếc xe máy đắt tiền đang được dựng ở đây. Tuy nhiên, cửa hàng lại không có bất kỳ người bảo vệ nào để trông xe cho khách. Trước đây, camera cận cảnh đã từng đề cập đến những tình huống kẻ trộm đã lấy đi những món tài sản đắt tiền ngay trước mặt những nhân viên cửa hàng. Vậy hôm nay, liệu có điều gì sẽ xảy ra đối với dãy xe máy đắt tiền này khi không có người trông coi? Từ góc camera này có thể thấy cửa hàng khá đông khách khi khách hàng ra vào khá thường xuyên. Một người đàn ông tiến đến trước cửa hàng. Anh ta có vẻ rất vội vã khi vẫn đội mũ bảo hiểm, liên tục nghe điện thoại và không ngừng nhìn vào phía bên trong cửa hàng. Có vẻ như anh ta đang tìm kiếm một ai đó bên trong cửa hàng chăng? Ngay sau đó, anh ta mạnh dạn tiến đến gần với cửa chính của cửa hàng. Và sau gần 3 phút đứng quan sát trước cửa hàng, anh ta bắt đầu có những hành động rất đáng nghi ngờ. Hành động bẻ khóa quen thuộc của những tên trộm xe máy. Để an toàn và thuận lợi cho việc tẩu thoát, tên trộm chọn chiếc xe máy gần mình nhất và bỏ qua những chiếc xe máy đắt tiền bên cạnh. Liệu lần này tên trộm có thành công và rời đi cùng chiến lợi phẩm mà hắn vừa bẻ khóa được không? Chỉ mất vài giây, tên trộm đã nhanh chóng bẻ được khóa chiếc xe máy đang dựng trước cửa hàng. Tuy nhiên, ngay sau khi bẻ khóa, hắn vội vã rời đi. Lý do là đây, những người khách và nhân viên cửa hàng đã tiến ra cửa, còn tên trộm vẫn chưa từ bỏ con mồi khi liều lĩnh quay lại cửa hàng một lần nữa. Lúc này, có khá đông người xuất hiện trước cửa hàng. Và những hành động đáng nghi của tên trộm có lẽ đã làm người nhân viên này chú ý. Tuy nhiên, cũng đã có nhiều tình huống, sự thiếu tập trung và lơ là của những nhân viên vô tình đã tạo điều kiện thuận lợi để những tên trộm hành động. Sau một lúc quan sát, cuối cùng người nhân viên này quyết định tiến đến kiểm tra chiếc xe máy bị bẻ khóa. Và tên trộm thì đành bỏ đi trước sự cảnh giác của người dân. Và khá lâu sau đó, cô gái này có vẻ là chủ nhân chiếc xe máy mới xuất hiện. Có thể cô gái này đã may mắn khi chiếc xe không bị đánh cắp dù kẻ gian đã bẻ khóa nó thành công. Ngọc Thảo thấy thật là may mắn cho cô gái kia, chỉ một tí xíu nữa thôi là mất xe rồi. Ngọc không nghĩ là cô gái đó may mắn đâu. Đây nè, bây giờ Ngọc hỏi Thảo, từ lúc tên trộm xuất hiện cho tới lúc hắn rời đi là bao lâu? Hắn đi lại trước cửa hàng bao lâu? Hắn bẻ khóa xe mấy lần? Nếu chịu khó trông coi chiếc xe từ phía trong cửa hàng thì hẳn là cô gái hoặc là nhân viên cửa hàng đã phát hiện ra sự đáng nghi của tên trộm rồi, đúng không? Thế nên Thảo mới bảo với Ngọc là cô này may mắn. Không phải, cô gái gợi lòng tham nữa cho tên hả? Trộm mới đúng. Vấn đề là gợi lòng tham là tạo điều kiện cho tên trộm có quá nhiều thời gian để tiếp cận với tài sản của mình, cũng là gợi lòng tham. Quý vị nhớ gạch đầu dòng trong cái bản nguyên tắc của Quý Ông An Toàn là không được tạo điều kiện cho kẻ gian tiếp cận với tài sản mình quá lâu. Xin mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo.